cuộc sống ở Nhật, làm thế nào để ăn uống tiết kiệm giữa đất nước hiện đại và giá cả đắt đỏ ở đây? Mọi người thường hay nói là ăn thì nhiều chứ ở thì bao nhiêu, cho thấy là tiền ăn chiếm phần lớn trong chi tiêu của mỗi người. Khi quy đổi tiền Nhật ra tiền Việt và tiêu tiền ở bên này thì giá cả ở Nhật Bản so với Việt Nam mình rất là đắt luôn. Không biết là đối với mọi người thế nào, nhưng mà với mình khi mới sang Nhật hay là đến cả bây giờ, khi mua đồ gì ở đây thì mình cũng đều tính nhẩm xem là tiền Việt thì là bao nhiêu tiền. Đôi khi là mình còn phải giật mình vì nó đắt quá. Nếu như mà mọi người biết chọn mua đồ tại các siêu thị giá rẻ thì mọi người sẽ tiết kiệm được kha khá đấy. Ok, chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Mình là Tư và chào mừng mọi người đã đến với kênh Tumi Vlog Vivo Nhật Bản. Thì hôm nay là một ngày cuối tuần nắng cũng đẹp nè. Mình sẽ đi siêu thị mua đồ ăn cho nguyên một tuần sau luôn. Thì sẵn dịp mình đi siêu thị, mình sẽ quay video lại review cho mọi người xem là đi siêu thị ở bên Nhật Bản này thì như thế nào nha. Cũng giống như là ở Việt Nam có những cái chuỗi siêu thị như là Bixi hay là Co-opmart, ở Nhật này cũng có những cái chuỗi siêu thị lớn như vậy. Thì hôm nay mình sẽ đi siêu thị Gyumu để review cho mọi người xem là ở siêu thị Gyumu này có bán những cái gì nha. Ok. Thì Gyumu là cái chuỗi siêu thị mà giá rẻ quy mô lớn nhất ở Nhật Bản do công ty Kobe Busan mở ra, với tổng số lượng lên đến trên 800 cửa hàng ở toàn quốc luôn. Tức là ở 47 tỉnh thành ở Nhật Bản này thì tỉnh nào nó cũng đều có cái siêu thị Gyumu này hết. Ngay cả những cái vùng sâu, vùng xa hay là vùng trên núi này kia thì cũng đều có hết nha. Siêu thị Gyumu chuyên bán những thực phẩm từ tươi sống đến đông lạnh, nước uống và gia vị nấu ăn. Đặc điểm của cái chuỗi siêu thị này là hàng hóa nó được đóng gói trong các kiện khá là lớn và bao bì thì cũng khá là đơn giản. Đó là cái lý do mà vì sao giá cả tại cái siêu thị này nó rẻ hơn những cái siêu thị khác. Gyumu thì bán đa dạng những cái mặt hàng của Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của Việt Nam như là bánh tráng nè, bún phở, nước dừa hay là mì ăn liền. Nếu như mà mọi người có muốn mua đồ Việt Nam nha thì hãy tới siêu thị Gyumu này nhé. Mọi người có thể tìm siêu thị gần nhà mình từ trang web, hoặc đơn giản nhất là mọi người lên Google Maps và bấm chữ Gyumu Sư Bà thôi, là nó sẽ ra cái siêu thị ở gần nhà mọi người nhất. Xung quanh nhà mình có rất là nhiều siêu thị luôn. Có những cái chuỗi siêu thị như là Hewado nè, CU hay là La Mự. Nhưng mà cái siêu thị Gyumu này nó bán những cái hàng hóa tương đối là đa dạng, với lại phù hợp với là người Việt mình ăn hơn. Nên là mình thường là mình đi cái siêu thị Gyumu này. Thì cái siêu thị Gyumu này nó nằm cũng gần nhà mình thôi. Gần nhà mình thì có hai cái lận. Bây giờ mình đang đi một cái gần nhà mình, còn một cái nữa thì nó nằm ở gần cái công ty nơi mình đi làm ấy. Thì mọi người hãy cùng mình tìm hiểu xem là siêu thị này bán những cái hàng hóa như thế nào và giá cả ở đây nó mắc hay là nó rẻ nha. Mọi người có thấy cái bảng xanh xanh đó không? Đó là siêu thị Gyumu á, mình đến đây này. Bữa nay mình đi khá là sớm, mới có tầm 9 giờ thôi, nhưng mà cũng có người đi mua sớm rồi nè. Thì siêu thị này mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối nha, chứ nó không có mở cửa sớm đâu. Ok, thì xe đạp mình sẽ để ở đây và nói chung là khóa lại cho nó chắc ăn mọi người. Thời tiết thì khá là lạnh, bây giờ đang vào mùa đông nên thời tiết bây giờ tầm có 2-3 độ thôi. Thì ở đây là mình đã đứng trước siêu thị Gyumu rồi nè, từ nhà mình ra đây chắc cũng tầm 10 phút đi xe đạp. Ok, thì
Giờ mình sẽ vô mình mua đồ, mình review lại cho mọi người xem đây. Thì đây là dạng những cái siêu thị mà ở vùng thị trấn ấy, nên là rau củ quả thường thì người ta để ở ngoài. Và mọi người để ý siêu thị nào cũng vậy, bước vào đầu tiên sẽ là cái quầy trái cây trước, xong sau đó sẽ tới cái những cái quầy rau này kia. Thì hôm nay mình sẽ mua cái túi táo này về ăn. Táo này thì 4 quả nhưng mà 500 yên nha mọi người. 500 yên thì tầm 100.000 tiền Việt á. Ở đây có táo xanh và cả táo đỏ nữa nha. Thì mình thích ăn táo đỏ hơn. Này là những cái thùng quýt, một thùng như vậy là 3 sen là tầm 600.000 tiền Việt. Mình thì thích ăn dưa chuột mọi người, dưa leo. Ở đây 3 trái thì tầm 30.000. Nói chung khá đắt đấy, một trái là tầm 10.000 tiền Việt. Mọi người có thấy chanh ở đây nó đắt vải trưởng ra. 3 quả chanh như vậy là giá là 300 yên nè. Là một quả 300 yên thì 60.000 một quả, tương đương với 20.000 tiền Việt. Đắt quá mình không mua. Chuối mọi người ạ. Chuối một nải như thế này thì 600 yên nè. Là 120.000 tiền Việt. Cũng đắt quá. Không có tiền mua mọi người ạ. Thực tập sinh mà. Ok thì mình sẽ mua một bó cải ở đây. Komatsuna, cái này là cải nói chung ăn nó cải đắng đắng á mọi người. Một bó như thế này thì 20.000 tiền Việt. Ok thì mình sẽ mua một cái rau sống mọi người ạ. Rau sống ở đây cũng hơi đắt. Một cái bắp cải xanh như thế này thì 200 yên là 40.000. Sao đắt thế nhỉ? Ok. Đắt thì đắt, lấy một túi đi. Ok. Đây có những cái bắp cải thảo nè mọi người. Nửa cái thì là 128 yên nha. Một cái to đùng như này nè. 128 yên, tầm 25.000 tiền Việt nha. À, mình phải mua tỏi mọi người ạ. Tỏi như thế này, một túi này là khoảng mười mấy củ á. 400 yên, 80.000, nhưng mà mình không ăn nhiều vậy. Mình lấy 3 củ vậy thôi, 20.000. 20.000 cho 3 củ tỏi. Giá đổ mọi người ạ. 33 yên nè, 6.000 tiền Việt một túi giá. Sau khi mọi người đi hết cái quầy rau thì sẽ tới cái quầy cái quầy này mình cũng không biết gọi là cái gì nữa. Nói chung là nó bán đậu hũ này. Mấy cái miếng chả, nói chung là đồ người ta làm sẵn ấy. Xong sẽ tới những cái quầy sữa như thế này. Cái này là quầy sữa và nước trái cây nha. Thì ở đây nó có bán bánh phở lăng nữa nè. Này là cái bánh lăng một cái như thế này thì tầm một cái như thế này thì tầm 16.000 tiền Việt. À, cái này 3 hũ thì 16.000 này, 3 hũ nhỏ 16.000. Lấy một túi đi. Xong sẽ đến những cái quầy thịt nguội như thế này. Là nó nằm ở mé ngoài nha. Xúc xích này. Mình thì mình thường ăn cái túi xúc xích như vậy. Một túi này là 1kg và tầm 100.000 nha. Xong sẽ tới quầy thịt mọi người ạ. Thịt ở đây bán rất là đa dạng thịt luôn, nhưng mà tùy cái ghiêu mượn nha, không phải ghiêu mượn nào cũng bán nhiều như thế này đâu. Mọi người có thấy ở đây nó giảm giá 20% này.
Niwaribiki này. Thì một một vỉ như thế này, 4 miếng to tầm 100.000. Thì ở đây nó tính ra là 100g là khoảng 100 yên, là 100g khoảng chừng 20.000 tiền Việt ấy. Thì anh này là nhân viên đang soạn đồ ra, tại vì mới sáng sớm mà. À, chỉ riêng cái dưa mượn này mới có bán những cái xương như thế này nha. Những cái siêu thị khác thì mình thấy không có bán đâu. Chỉ có duy nhất ở gần chỗ mình, chỉ có một cái chỗ này là bán cái vỉ xương như thế này thôi. Thì một vỉ như thế này 100.000, hơn 100.000, thì đang giảm giá 20% này. Mình sẽ mua về mình nấu cơm tấm mọi người ạ. Ok, mình lấy hai vỉ. Vỉ này thì không có giảm giá nha. Vẫn còn những cái khay rất là nhiều đây nè. Người ta mới sáng người ta chưa có sắp ra được. Thì mình đi thẳng hết cái kệ này xuống quay cho mọi người xem. Đây có thịt gà rồi nha. Thịt gà ở đây rất là rẻ nha. Ở đây thì những cái chai soju nước tương ấy. À, bên đây là quầy đông lạnh. Thì một con gà như thế này, đây nè, một đống luôn, là 315 yên, vuông thuế là 340 yên, thì tầm 70.000 tiền Việt. Đây là những cái quầy đông lạnh này. Thì mọi người có thấy ở đây có những cái túi như thế này là cánh gà này. Thì một ký cánh gà nó tầm 800 yên, là hơi đắt. Cánh gà, đùi gà đều là đồ đông lạnh hết nha. Ở đây là những cái thịt nướng nhưng mà người ta xiên que rồi, cũng là đồ đông lạnh luôn nha mọi người. Thì siêu thị này được một cái đó là nó bán đồ đông lạnh rất là đa dạng luôn. Mọi người có thể mua mấy cái đồ đông lạnh này nè, xong rồi về bỏ vô chảo rồi mình chiên lên là mình ăn thôi. Người ta đã chế biến sẵn rồi. Đây là những cái cục thịt gà này, người ta đã lăn bột xong là người ta ướp gia vị đồ hết rồi. Thì mình chỉ cần mua về là mình đổ ra, mình chiên đó lên là mình ăn thôi. Rất là tiện luôn. Mình thì mình hay ăn cái túi cam cam này nè. Thì mọi người có thể một túi này thì nó tầm 600 yên, 120 ngàn cho một ký. Một ký gà cục nhỏ nhỏ này nè. Này là bột nha. Mì nè. Bên đây là những cái quầy cá hộp. Hồi nãy là cái quầy đông lạnh về thịt và gà. Thì ở bên đây là cái quầy hải sản nha. Nhưng mực bên đây cực kỳ đắt. Mực, một túi mực như thế này một ký thì nó gần 400-500 ngàn một ký mực như thế này. À, lạnh quá. Đồ đông lạnh hết nha mọi người. Đây, nguyên cái khu này đồ đông lạnh hết. Thì mình sẽ mua một túi mực. À, một túi đồ hải sản mà nó gọi là mít sữa. Nó trộn đồ hải sản lại á. Đây như một cái này giống nhau mà. Đây thì cái này nó có tôm nè, nó có mực nè. Nó có những cái con hến nè. Thì cái này một túi như thế này tầm 80.000. Mình mua về mình xào mì ăn. Đây, người ta bán rất là đa dạng nha, có nghêu luôn nha. Một túi nghêu như thế này thì tầm 60.000 thôi. Xong rồi đây những con hàu nữa nè. Bên đây là quầy cá mọi người ạ. Mình thì cũng không thích ăn cá lắm, ăn cũng được mà không ăn cũng được. Ồ, cua nè mọi người. 800.000 một cái vỉ cua đông lạnh như thế này. Bên đây cũng là cái quầy hải sản luôn nhưng mà nó có cá nhiều hơn. Những cái này cũng là những cái con cá lăn bột rồi nha. Mình mua về xong rồi mình bỏ lên chảo mình chiên lên là mình ăn thôi. Đổ dầu nhiều vô. Thì một túi như thế này tầm
60.000. Ở nhà mình đã mua một túi như vậy rồi. Ồ. Rớt đồ mọi người ạ. Thì ở đây là mì gói. Này có để sạch chứ. À, 5 gói mì như vậy thì tầm 30.000 tiền Việt nha. Cũng rẻ, cái này là rẻ nhất trong cái quầy ở đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ mua một ít cà phê. Đây à, đây là cái loại cà phê mà mình hay uống này. Cái lon này thì uống cái vị nó rất giống như ở Việt Nam mình nha. À, một lon như thế này 70 yên, tầm 14.000 tiền Việt. Lấy hai lon này. Còn mua cái gì không ta? À, trước khi đi thì mình đã có soạn những cái một cái list về những cái đồ mình cần mua. Mình đã note vô cuốn sổ tay mình hết rồi. Thì nhiều khi mình để mình có quên hay không á. Đây cũng là những cái lon nước ngọt này. Thì một lon nước cam như thế này. Này là 100% nước cam nè. Một lon vậy thì có 8.000 thôi. Nhưng mà lon này lon nhỏ nha. Thì đây coca cũng vậy, có 8.000 một lon coca như thế này thôi. Thì nói chung là nó giá nó bằng ở Việt Nam thôi mọi người. Nó không đắt hơn ở Việt Nam đâu. Bên đây thì cũng là cái hàng đông lạnh luôn. Thì quầy này là quầy bán kem nha. Và mình sẽ đi lên cái quầy rau đây. Rau củ quả người ta cũng đông lạnh mọi người ạ. Đây nè, có cái này là bắp tay này. Bắp tay người ta cắt nhuyễn rồi này. Còn cái này là cải này. Cái này thì gì ta, quên mất tiêu rồi. Tự nhiên quên mất tiêu rồi. Đây. Cái này là đậu que. Thì thường thường một túi này mấy cái rau củ quả rất là rẻ nha. Ờ, cái này tầm 150 yên thì 30.000 tiền Việt thôi. Nói chung là cái gì nó cũng có bán hết á mọi người ơi. Bắp nè, mình hay mua mấy cái túi này về mình làm bắp xào mình ăn. Khoai lang nè. Còn ở trên đây thì những cái này là nó làm hỗn hợp lại. Mình bị kẹt rồi mọi người. Mới sáng nhưng mà cũng có khá là đông người đi chợ mọi người. Mình đã tính đi sớm để mình review cho mọi người xem nhưng mà người ta còn đi sớm hơn mình nữa. Ok, bên đây là những cái quầy mì, những cái đồ mà để mà ở đây nó có bánh cá nữa nè mọi người. Ui, cái này mới à. Không thấy hình. À, bánh cá này ở bên Nhật rất là nổi tiếng luôn nha. Nói chung một cái bánh cá như thế này mua ở ngoài thì tầm rẻ lắm mà cũng phải 100 yên, hơn 100 yên, 20.000 ấy. Nhưng mà nó bán một túi ở đây một túi 300 yên thì 4 con mọi người ạ. À. Đây có bánh bao nè mọi người. Đó. Bánh bao ở đây thì 400 yên cho 5 cái, 80.000 cho 5 cái bánh bao. À, mình phải lấy một quỷ trứng nữa, nãy giờ quên. Ồ, quên, mình review cho mọi người bên này luôn. Cái này là cái túi khoai tây chiên. 1 ký khoai tây chiên thì tầm 40.000. Thì mọi người mua về mọi người bỏ vô cái lò chiên không dầu á. Lên thì ăn thôi, rất là tiện luôn. Mình cũng thích ăn khoai tây chiên lắm. Nhà mình cũng còn nên mình không mua. Ok, và ở đây là trứng. Trứng gà thì một vỉ 10 quả 140 yên luôn thuế, 28.000 tiền Việt. Như Việt Nam thôi mọi người ơi. Không có mắc hơn đâu. Ok, để mình kiếm cái góc nào đó mình đứng vô mình check thử coi. Coi mình đã mua đủ đồ chưa. Thì mình quên mất mọi người ơi.
mình còn phải mua tương ớt và hành phi. Thì tương ớt mình sẽ đi qua cái quầy mà để những cái chai lọ này. Đây, đây là cái quầy tương ớt. Thì này là tương ớt xí muội này. Này là tương ớt cay bình thường, thì mình thích ăn ngọt ngọt à. Đây, một chai như thế này thì tầm 25.000 tiền Việt. Mọi người có thấy cái chai này nó để chữ Thái ở đây không? Là đồ Thái Lan nè. Ok nha. Hồi trước thì ở đây có bán nhiều đồ Việt Nam lắm, nhưng mà gần đây thì tại do dịch á, chắc nó không có nhập hay sao mình không thấy nữa. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái hũ hành phi mọi người ơi. Thì hành phi à, ở đây mình giới thiệu với mọi người luôn, nước cốt dừa cũng của Thái Lan luôn. Thì 118 yên cho một cái hũ nhỏ này, 20.000 cho cái hũ nhỏ. Còn cái chai to này thì 60.000, chai 1 lít thì 60.000. Và ở đây là hành phi nè. Thì hũ nhỏ như vậy, hũ nhỏ này thì 40.000. Còn cái bịch to này thì 100 mấy lần. Bịch này một cái đó 1 ký, còn này có 150g thôi. Mình chắc mình ăn hũ này thôi, hũ kia thì nhiều quá. Ok, ở đây có mật ong luôn nè mọi người. Một cái hũ to như vậy có 80.000 thôi. Ở đây là những cái kệ cà phê. Thì ở Ghiêu Mượn này bán cà phê mình cảm giác bán không có nhiều. Mình không có mua cà phê ở đây, mình mua cà phê ở siêu thị khác. Bên đây là những cái quầy nước ngọt nha. Thì mình chỉ cần đi thẳng đây là mình đi tính tiền thôi. Không biết có còn thiếu cái gì không. Mình mua một đống đồ nè. Trời ơi, nhiều quá. Ok, đại khái vậy thôi. Mình mua rau hơi ít, tại vì ở đây bán rau không có nhiều. Mình sẽ đi siêu thị khác mình mua rau mọi người à. Ok, bây giờ vậy là xong rồi, mình sẽ đi tính tiền thôi. Thì khi tính tiền mọi người sẽ xếp hàng ở đây nha. Xếp hàng rồi đi qua hai bên này, bên đó cũng là một cái chỗ tính tiền, bên đây cũng là một cái chỗ tính tiền. Thì thường thì ngay kế bên cái chỗ tính tiền á, siêu thị nào cũng thế, nó để những cái quầy bán bánh ngọt á, để cho mọi người khi trong lúc mọi người đợi tính tiền á, mọi người có thể nhìn qua, à mọi người thấy những cái bánh ngọt này mọi người có thể bóc, mọi người mua liền luôn. Nói chung là cái này nó cũng rẻ thôi, tầm có 100 yên à. Ủa, cái chú này đang lừa mọi người à. Không phải là đứng tính tiền làm nãy mà mình đứng mình đợi. Đứng quay tính tiền cũng hơi ngại mọi người à. À, mọi người có thấy đây không? Nó bán khẩu trang này, đủ màu luôn. Trắng, màu hồng, màu đen nữa nè. Cái khẩu trang của mình là mình mang màu đen nè. Và cũng là mình mua ở đây luôn. Thì một hộp 50 cái tầm nhiêu ta? 90.000. 90.000 tiền Việt. Thường thì khi đi chợ mình hay đổi tiền Nhật ra tiền Việt lắm, để mình xem coi nó có mắc hay không á. Nên là tính rất quen mọi người ạ. はい。これ、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 
Ok, thì bây giờ mình sẽ chất hết những cái đồ này vô cái thùng này. Thì theo như kinh nghiệm của mình thì mình sẽ để cái đồ nào nặng nặng nó ở dưới nha mọi người, cái đồ nào nhẹ nhẹ nó ở trên. Nhưng mọi người để cái đồ mà nặng nó ở trên thì nó sẽ đè những cái đồ nhẹ nhẹ dưới nó bể hết đấy. Trứng đồ hay gì thì mình sẽ để trên. Leo này, hai cái thịt. Còn cái nào mà nhẹ quá dễ chở quá thì mình bỏ vô ba lô mình cũng được. Nhưng mà cái thùng này to mà nên là mình bỏ vào đây hết luôn. Để coi nó có vừa hay không. Không vừa mọi người ạ. Mình sẽ bỏ vô ba lô mình. Tại vì cái vị trứng này mình sợ nó vỡ ấy. Nên là mình sẽ bỏ vô ba lô mình cho nó chắc. Sau khi xong thì mọi người có thể dán băng keo là cũng được. Còn không dán thì nhét theo cái kiểu mình hay nhét này. Mọi người làm như thế này thôi. Đây này, như vậy là nhét bốn góc nó vô, như vậy là nó cứng rồi, không dán băng keo cũng được. Cuối tuần nên là nhiều người quá. Ôi, mình đẩy xe ra ngoài này luôn. Gái Nhật mọi người ạ. Ok, thì bây giờ chất lên rồi lấy dây ràng ràng lại rồi đi về thôi. Cái dây ràng này á, mọi người có thể mua ở shop 100 yên nha. Thì mua shop 100 yên mà nó có 20.000 một cộng dây như thế này thôi. Thì đó, tại sao mình cái lý do mình nói là không cần dán băng keo cũng được. Mọi người chỉ cần chất lên xong rồi mọi người ràng dây ràng lại như vậy là nó chặt tay à. Rồi, ok luôn. Xong mình đi vô mình trả chiếc xe này. Ok, vậy là xong, bây giờ đi về thôi. Thì một cái đặc điểm để cho mọi người nhận biết mà người Việt Nam mình ở bên Nhật nè, là nếu như mà ra đường mọi người thấy ai trên xe mà ngoài sau yên có chở theo những cái thùng như thế này á, là mình đảm bảo với mọi người 100% là người nước ngoài. Chứ người Nhật họ ít khi nào mà họ chở như vậy lắm. Ok, thì bây giờ mình đi về thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Và nếu như mà mọi người có bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại comment bên dưới video. Và nếu như mà mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.